Võ Lâm Ngũ Bá, tác giả Giả Kim Dung, hồi thứ nhất, Nguyễn Trần Lưu, Thanh Hư chân nhân thu đồ đệ. Về cuối đời nhà Tống tại tỉnh Hồ Nam, huyện Trần Lưu có một viên ngoại họ Vương tên Ỷ Khuyên, thì thiếp đến 8 người nhưng rất hiếm hoi. Chỉ người thiếp thứ 5 tên là Thảo Hồng sinh được một con trai đặt tên là Vương Tiêu Thu, năm đó được 8 tuổi. Từ lúc mới sinh ra, Vương Tiêu Thu vẫn ốm o vàng vọt. Bao nhiêu thuốc hay thầy giỏi Vương Nguyên Ngoại đều rước về chạy chữa cho Vương Công Tử, nhưng đầu vẫn hoàng đấy. Một bữa kia, Vương Tiêu Thu ra hoa viên, vừa leo lên cái đu đưa chưa kịp nhún nhảy bỗng ngã lăn xuống đất bất tỉnh. A Hoàng theo hầu cả sợ kêu réo om sòm. Tiêu Thu không cửa quậy, chỉ nằm thở thoi thóp. A Hoàng vội bồng công tử chạy vào nhà báo tin cho viên ngoại hay tin. Tình đến như sét đánh, Vương viên ngoại thất kinh. Một mặt cho người đi mời thầy thuốc, một mặt tìm cách cứu tỉnh. Thảo Hồng ôm công tử lăn khóc thảm thiết, trong nhà nhốn nháo cả lên. Một lát gia nhân mời thầy thuốc đến xem bệnh tiếp Tiêu Thu, thầy lắc đầu cho biết công tử đã quy tiên. Thế là tiếng khóc nổi lên ầm ĩ, vì hiếm hỏi chỉ có một mình công tử, Vương viên ngoại yêu quý mười phần. Trước tình cảnh đó, viên ngoại cũng bức rứt, than khóc lóc than thở chẳng cùng cho mình là vô phúc. Viên ngoại sai người đi mua quan quách để mai táng cho Vương công tử và đi mời thầy chùa tới làm chay cầu cúng luôn 3 ngày. Cho tới ngày thứ 3 sửa soạn chung cất thì có một vị đạo nhân mặc áo bào xanh xin vào ra mắt viên ngoại. Trong lúc đang buồn rầu, viên ngoại đã toan từ chối không tiếp, vì thấy đạo nhân kia xăm xăm đi vào cực chẳng đã. Viên ngoại vội ra ngoài vái chào rồi cất tiếng hỏi: "À, được biết đạo trưởng giáng lâm, nhưng vì trong nhà đang lúc bối rối nên không có kịp nghênh tiếp, chẳng hay đạo trưởng có điều chi dạy bảo?" Đạo nhân chắp tay đáp lễ và nói: "Mô Phật, bần tăng nhân dân dù tới đây nghe thấy quý trang có chuyện chẳng lành nên muốn coi qua lạnh làng, may ra có thể cứu chữa được chăng?" Vừa lúc đó gia nhân đang khiêng quan tài đi chôn, đạo nhân khoác tay bảo mang vào. Viên ngoại liêu ríu đi theo đạo nhân, sai lật nắp quan tài ra xem. Vừa thấy mặt Vương công tử, đạo nhân thốt lên 2 tiếng: "Lạ thật, lạ thật!" Dừng viên ngoại và Thảo Hồng đều súng lại coi. Lạ thay, khác hẳn với lúc Vương công tử còn sống, lúc nào mặt cũng tái mét như không có một giọt máu nào. Lúc này da mặt công tử hồng hào, hai mắt nhắm nghiền như người say ngủ. Thảo Hồng thấy thế lăn vào ôm lấy con mà than khóc. Đạo nhân vuốt râu nói: "Còn cứu được, còn cứu được." Dừng viên ngoại nghe nó nói như thế, vội chấp tay vái đạo nhân xin ra tay cứu mạng công tử. Đạo nhân bế công tử ra khỏi quan tài và nói với mọi người không được ồn ào huyên náo. Đặt Vương công tử nằm ngửa trên giường, dùng bàn tay xoa trên ngực, lại sai người đun một bát giấm mang tới. Đạo nhân lấy trong mình ra một cái lọ con, dốc ra 3 viên thuốc nhỏ. Trên viên thuốc nhỏ có 3 chữ vàng thiếu đơn dương, thật tinh xảo hòa tan trong bát giấm. Đoạn mang ra xoa bóp khắp người, tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi. Một lát sau, Vương công tử bỗng thở dài một cái, mở mắt bừng ra như người ngủ mê mới dậy, ngơ ngác nhìn mọi người rồi nói: "Ô hay, tại sao tôi lại ở đây?" Mọi người đều vui mừng reo to lên. Viên ngoại chạy tới bồng công tử lên, nghẹn ngào nói không ra tiếng. Thảo Hồng cũng ôm lấy công tử, nước mắt hãy còn chảy trên má, lại vừa cười vừa nói: "Dương Nhi, lại đây với mẹ, đạo nhân." Đạo nhân giơ tay ra hiệu cho mọi người hãy im lặng, rồi hỏi công tử: "Chẳng hay trước lúc ra hoa viên, công chợ tử có ăn phải vật gì lạ không? Hãy nói thật cho ta nghe." Vương công tử chớp chớp đôi mắt ngập ngừng nói: "Có, lúc tiểu điệt ra hoa viên thấy ở dưới cái thông nước có một cây nấm trắng toát,
Cháu nhổ chơi thấy trong thân cây chảy ra một chất nhựa trắng như sữa, mùi thơm ngào ngạt. Tiểu Điệt nếm thử một chút thấy nó ngon ngọt vô cùng, nên cầm cả thân cây cho vào miệng nút mạnh một cái, chẳng dè cả thân cây chui tuột vào cổ họng. Khi Tiểu Điệt ra tới cái đu mới leo lên thì qua mắt mày trắng gión hết, nhà cửa nó quay tít, Tiểu Điệt ngã lăn xuống đất không còn biết gì nữa. Đạo nhân nói: À, là thật hả? Sao tại đây lại có loại nấm quý này? Đó là một thứ tinh hoa của nhân sâm, nó tận ngoài quan ngoại trong trường Bạch Sơn mà cũng rất hiếm. Nó tên gọi là trùng sâm, chỉ có giá 12 khắc, nếu không có duyên bao giờ được, chẳng bao giờ được hưởng. Thứ sâm này có thể chữa được các bệnh, lại thành trường sinh bất lão, giữ được nguyên khí và có thể luyện đến tột đỉnh công phu môn Nhất Chỉ Dương Công tuyệt kỹ. Công tử dẫn ta ra coi xem nơi đây tại sao lại có quý vật này. Tiêu Thu buông tay mẹ chạy ra trước hoa viên, viên ngoại và đạo nhân vội vàng đi theo. Thưa đạo trưởng, con đã nhổ cái nấm ở chỗ này. Tiêu Thu nói và chỉ xuống dưới thống nước ở gốc hoa viên. Viên ngoại kinh ngạc thốt lên: Ê, chỗ này tôi vẫn đổ bả xăm mấy chục năm rồi. Đạo nhân ngồi thụp xuống bốc một nắm đất dưới thống nước và lẩm bẩm: Là thật, không ngờ những bả sâm đổ ra đây đã lâu ngày biến thành một chất đặc biệt và nảy sinh ra thứ sâm quý không khác gì sâm tại trường Bạch Sơn. Nguyên lai sâm này là loại vi khuẩn sâm do những loại vi trùng cực kỳ vi tế tạo ra, âu cũng là phước đức của trang chủ nên mới xui cho cháu bé tình cờ gặp được. Viên ngoại mừng rỡ ôm con vào lòng và mời đạo nhân cùng trở vô nhà, vừa đi vừa kể: Thưa đạo nhân, thật ra nhờ trời mà chúng tôi đã mấy đời và biết giá trị của sâm mà quý, nên không ngại hàng năm hễ có dịp là cho người đi quan ngoại mua những thứ sâm cát lâm thật tốt để dùng. Vào tới nhà, viên ngoại nói tiếp: Kính thưa đạo trưởng, chẳng hay pháp danh đạo trưởng là gì, xin cho chúng tôi được biết. Đạo nhân vuốt râu cười đáp: Tên thật của bần đạo là vì lâu ngày bần đạo cũng đã quên mất rồi. Có nhiều người thấy bần đạo nhàn du đây đó nên đặt cho đạo hiệu là Nhàn Tản đạo nhân. Nhưng có người thấy bần đạo hay mặc áo xanh nên gọi là Thanh Hư Tản nhân cũng được. Này bần đạo có một việc muốn yêu cầu với viên ngoại. Vương Nguyên ngoại vội hỏi: Đạo trưởng cần việc chi cứ dạy bảo, ân đạo trưởng cứu tử cho tiểu nhi thật chẳng có gì để đáp đền. Thanh Hư đạo nhân mỉm cười nói: Bần đạo là kẻ xuất gia đầu Phật, không cần tới kim ngân châu báu. Vương viên ngoại lại nói: Hay đạo trưởng cần tu bổ lại ngôi chùa nào chăng? Thanh Hư đạo nhân cũng lắc đầu cả cười: Phần đạo là kẻ phiêu du nay đây mai đó, không ở đâu nhất định, nên không xây dựng đền chùa làm cái gì. Duy Lạnh Lan cùng bần đạo chắc có duyên từ trước nên khiến bần đạo tới đây gặp đúng lúc Lạnh Lan mắc nạn. Bần đạo chỉ yêu cầu viên ngoại cho bần đạo thu Lạnh Lan làm đồ đệ, sau này sẽ xuất gia theo đạo. Viên ngoại nghe xong thì bối rối vô cùng, tự nghĩ mình hiếm hoi chỉ có Tiểu Thu là trai để nối dòng, nếu theo đạo trưởng đi tu thì lấy ai mà phụng thừa nhan khói, nên băn khoăn không biết phải trả lời làm sao. Thanh Hư chân nhân hình như biết ý, lại vuốt râu mỉm cười nói: Viên ngoại không cần lo ngại, bần đạo sẽ ở lại đây dạy dỗ Lệnh Lan cho tới tuổi trưởng thành, mà có phải xuất gia là tới lúc trung niên kìa. Mà hiện nay viên ngoại hãy còn cường tráng, từ nay tới lúc đó lo chi không có người thừa kế. Viên ngoại nghe xong xiết đổi vui mừng, không còn thắc mắc gì nữa, bèn chắp tay lại đạo trưởng: Có lòng thương như thế thì phúc lớn cho họ Vương nhiều lắm. Nói xong gọi Tiêu Thu ra bái sư phụ, lại sai gia nhân đem quan tài ra vườn sau thiêu hóa, một mặt sai người quét tước dọn dẹp căn phòng ở ngoài hoa viên để Thanh Hư chân nhân tịnh dưỡng. Chọn ngày các nhật, Vương Tiêu Thu quần áo chỉnh tề theo Vương Nguyên ngoại đến ra mắt Thanh Hư chân nhân để làm lễ nhập đạo. Trong trai
trai trang phòng đã thấy đèn nến sáng choang, khói hương nghi ngút. Trên bàn thờ có treo một bức chân dung vẽ một đạo nhân tóc bạc phơ, hàng râu năm chòm dài xuống gần rốn, mày thưa mắt sáng, thiên đình cao rộng, phản phất như một vị thần tiên có đề mấy chữ: Toàn chân tổ sư hư chân nhân. Thanh hư chân nhân ra đón vương Nguyên Ngoại và dẫn vương công tử vào làm lễ nhập môn. Sau vài câu đàm đạo, vương Viên Ngoại đặc biệt chân nhân để xin lỗi cáo biệt chân nhân để vương công tử ở lại trai phòng. Bước ra ngoài, chân nhân gọi Tiêu Thu tới tĩnh tọa trước trai đàn rồi nói: Đồ đệ, từ nay trở đi con là môn đồ của giáo phái Toàn Chân, dần dần thầy sẽ cho con biết nguồn gốc của giáo tông. Để thầy đặt cho con pháp danh. Con vì chết sống, chết đi sống lại, ta đặt cho con là Trùng Dương. Ngoài ra con còn có duyên ăn được trùng sâm nên đỡ được hàng 20-30 năm tu luyện, nên thầy cũng mừng cho con. Con may mắn ăn được trùng sâm đủ sức để luyện môn Nhất Dương Chỉ Công. Bây giờ ta quá chỉ quá cho con cách dẫn khí đan điền, thu hút âm dương nhị khí để biến thành thiên nhân hợp nhất. Vương Trùng Dương chỉ biết vân vân dạ dạ tuân theo. Thanh hư chân nhân bắt Vương Trùng Dương ngồi thâm thiền nhập định. Ngồi được một lát, Trùng Dương nghe tiếng chim kêu ở ngoài hoa viên thì tự nghĩ: Chà, giờ này mà ở ngoài đó, ta sẽ bắt mấy tên dạ nhân leo lên lấy tổ chim mà nhốt mấy con chim này vào lòng thì hay biết bao. Vừa nghĩ tới đó, bỗng thấy thanh hư chân nhân quay tay sang, dùng ngón tay điểm vào huyệt sau gáy. Vương Trùng Dương thấy người tê buốt như điện giật hoàn toàn, bỗng sủng thì kêu lên một tiếng: Cháu ơi! Thanh hư chân nhân nghiêm nghị nhìn Trùng Dương rồi nói: Con đã là người tu đạo, sao lại còn nghĩ đến điều quấy? Chiêu môn cầm thú cũng là do trời đất sinh ra, không có được giam cầm hay sát hại. Trùng Dương giật mình kinh ngạc: Không dạ, mình mới chỉ nghĩ như vậy mà sư phụ đã biết rồi. Vội vàng chắp tay nói: Hi, xin sư phụ tha tội, đệ tử không có dám nghĩ quấy nữa. Thành hư chân nhân gật đầu đưa tay giải quyết. Trùng Dương lại ngồi nghiêm chỉnh nhập định. Được gần một khắc, Trùng Dương ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt của thứ hoa trương quế bay tới thì trong lòng vui thích tự nghĩ: Hey, chắc là hoa mới nở, nay ta ra hoa viên hái ít bông đem về cắm vào bình thì còn gì thích hơn. Vừa nghĩ tới đó, bỗng thấy người tê buốt như kim châm. Trùng Dương hoảng sợ mở mắt ra nhìn chân nhân lại nghiêm khắc nhìn Trùng Dương nói: Ê, đồ đệ ngươi muốn đi hái hoa cắm vào bình phải không? Trùng Dương càng kinh sợ trả lời: Ý, tại sao sư phụ lại biết được? Thành hư chân nhân lại nói: Từ nay những ý nghĩ thầm kín của ngươi ta có thể biết được. Những bông hoa đều là hưởng thụ khí thiêng liêng của trời đất, tuy có nở rồi cũng có tàn, nhưng nếu ngươi hái đi thì hoa kia càng sớm tàn úa, trái với lẽ thiên nhiên của tạo hóa. Mắc vào dòng nghiệp chướng sao thoát ra được, phải xa vào địa ngục. Kẻ tu hành không nên nghĩ điều quấy, con nên tĩnh tâm bỏ hết tà niệm thì mới có thể thành chánh quả. Tuổi còn thơ ấu, Trùng Dương đâu có hiểu biết những lời lẽ cao siêu đó, nhưng những lúc vừa nghĩ tới điều quấy đều bị thanh hư chân nhân điểm vào yếu huyệt đau đớn quá chừng thì sợ hãi, cố gắng không dám nghĩ đến điều gì nữa. Tâm hồn phiêu diêu, mơ mơ màng màng, phút chốc hoàng hôn đã ngã bóng. Trùng Dương thấy trong người mệt mỏi, toàn mở miệng nói thì thanh hư chân nhân đã biết rồi, quay sang vỗ nhẹ vào vai Trùng Dương. Trùng Dương thiếp đi không biết gì nữa. Sáng hôm sau, Trùng Dương vừa giật mình thức tỉnh, nhìn sang bên cạnh, thấy chân nhân hai mắt nhắm nghiền ngồi tĩnh tọa, nửa mặt dường như có đám mây đen bao bọc, lại có tiếng vo vo như bầy ong dở tổ. Trùng Dương hết sức kinh ngạc, định thần nhìn kỹ ra, đó là một đám mũi đen kịch bay chung quanh thanh hư đạo nhân. Lại thấy ở mũi đạo nhân thở ra hai luồng khí trắng bay lượn chung quanh, đàn mũi hình như bị hai làn khói trắng bao bọc ấy không bay ra ngoài được. Trùng Dương thẳng thốt kêu to: Ê, sư phụ, sao lạ quá vậy?
Thanh Hư đạo nhân bỗng thở dài, hai luồng khí trắng tắt ngấm, tất cả đám mũi đều sa xuống chân đạo nhân dày đến hai tấc. Thanh Hư đạo nhân mới choàng mắt ra, chẳng nói chẳng rằng đứng lên, lấy một đải vải dùng phất trần quét hết đống mũi vào trong đải, rồi mới quay lại nói với Trùng Dương: "Đây là một tuyệt kỹ công phu của toàn chân phái, không chỉ để sát hại giống mũi này mà còn có thể hạ địch thủ được." Trùng Dương lè lưỡi nói: "Ý, như vậy thì đệ tử có lẽ phải học tới 100 năm mới có thể thi thấu được." Thanh Hư đạo nhân nói: "Trên đời người ít ai sống được 100 tuổi thì đâu phải học tới 100 năm, muốn có bản lãnh như ta đâu phải khó. Người cứ bình tâm tập luyện theo lời ta chỉ bảo thì sau này sẽ rõ." Trùng Dương nghe theo lời thầy, định an định tâm thần, tĩnh tâm luyện tập. Thấm thoát đã được nửa năm, công phu vận khí đan điền của Trùng Dương tiến bộ trông thấy. Thanh Hư đạo nhân mừng rỡ vô cùng, vì tới một người căn bản tầm thường luyện tới 10 năm chưa chắc đã theo kịp. Mới được một năm, Trùng Dương đang vận khí đan điền bỗng thấy như chân hỏa bốc lên khỏi cung nê hoàng, chạy vòng ra sau lưng, chạy tới đâu biết đến đó, thì cả kinh dỗ thưa cho sư phụ rõ. Thanh Hư chân nhân kinh ngạc mừng rỡ vô cùng, không dè nhờ ăn được trùng sâm nên Vương Trùng Dương luyện tập quá ư tấn tới vượt bậc, thật là thế gian hy hữu, lại càng hết sức điểm hóa cho Trùng Dương. Quan Âm thấm thoát như vó ngựa qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã 10 năm, Vương Trùng Dương nay đã thành một thanh niên cường tráng, tướng mạo đẹp đẽ khác hẳn thời thơ ấu. Một ngày kia đạo nhân nói với Trùng Dương: Quan Âm thấm thoát như vó ngựa qua cửa sổ, chẳng mấy chốc đã 10 năm, Vương Trùng Dương nay đã thành một thanh niên cường tráng, tướng mạo đẹp đẽ khác hẳn thời thơ ấu. Một ngày kia đạo nhân nói với Trùng Dương: "Ê, đến nay về nỗ lực của con đã khá cao siêu, nhưng về võ công của toàn chân giáo, từ hai đời trước khi tổ sư ta có ghi chép để lại trên núi Trùng Sơn thuộc tỉnh Triết Giang huyện Phong Viên, để ta đi chép lại mang về đây cho con tập luyện. Cũng đã 10 năm rồi, ta cũng muốn đi vận du một chuyến để thăm bạn bè. 3 năm nữa ta sẽ trở lại, con cứ theo phương pháp của ta mà tập luyện không có được sao lãng." Vương Trùng Dương lưu luyến chẳng muốn rời nên muốn xin theo sư phụ để vân du, nơi Thanh Hư đạo nhân gạt đi và nói: "Ê, công phu của con hãy chưa đến nơi tuyệt kỹ, con không thể bỏ lỡ một chút thì giờ. Con cứ yên tâm luyện tập, khi nào đến đúng thời giờ ta sẽ cho con đi." Viên ngoại nghe tin đạo nhân muốn rời trang trại đi vân du nơi khác, biết không giữ được nên thu xếp hành trang cùng lương khô đem dâng cho Thanh Hư đạo nhân. Lúc chia tay, Vương Trùng Dương siết bao quyến luyến, ngập ngừng chẳng muốn rời tay. Thanh Hư đạo nhân mỉm cười khoát tay từ biệt, hẹn ngày tái ngộ. Lúc đó Vương Nguyên Viên ngoại lại sinh thêm được 2 trai tên Vương Tiêu Minh và Vương Tiêu Lương, lại lấy thêm một người thiếp thứ 9 họ Từ tên Vân Thôi, dung nhan đẹp đẽ, Viên ngoại yêu quý hết lòng đã được 2 năm. Một ngày kia có một người thanh niên tới tự xưng là Từ, tên anh bào đệ của Từ Vân Thôi, từ quê nhà tới thăm tra mắt Viên ngoại. Viên ngoại thấy Từ anh là người nói năng lanh lẹ, lại biết chữ nghĩa, nhân dịp trong trại thiếu một người trông nom sổ sách mà Từ anh lại chưa lập gia đình nên lưu giữ Từ anh để trông nom nhà cửa. Từ anh vui vẻ nhận lời, mới làm được 1 tháng trời, khắp huyện Trần Lưu ai ai cũng biết và quen gọi là Từ Nhị Gia. Vương Trùng Dương thấy Từ anh có vẻ dẻo hoạt nên nên không lấy làm ưa lắm, nhưng vì không để ý tới việc đời nên cũng chẳng nói ra làm chi, hàng ngày ở trong trai phòng tĩnh tâm tu luyện. Từ anh tới Vương gia trại được 6 tháng thì Từ Vân Thôi báo tin cho Vương Viên ngoại biết là nàng mang thai. Viên ngoại siết bao vui mừng, bèn cho gia nhân soạn một căn nhà ở ngoài hoa viên để cho Từ Vân Thôi tới ăn dưỡng, tránh sự huyên náo ồn ào. Căn phòng của Từ Vân Thôi chỉ cách trại phòng của Vương Trùng Dương chừng 1 lần tên bắn, nhưng cách bởi một bức tường cao và một vườn hoa nhỏ.
Một buổi tối kia, Vương Trùng Dương đang tham thiền nhập định, bỗng nghe những tiếng thì thào như ở bên tai Vương Trùng Dương lắng nghe. Từ ngày tập luyện môn tĩnh tọa của toàn chân giáo, tai mắt Vương Trùng Dương thật là tinh tường. Nếu chú ý thì có thể nghe được tiếng mũi bay ở cách xa 10 trượng, nên tiếng nói thì thào bên kia hoa viên đã lọt vào tai Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương không dằn được tính tò mò, dùng đứng lên đi ra ngoài hoa viên. Đi đến bức tường ngăn cách căn phòng của Từ Vân Thôi thì Vương Trùng Dương nghe rõ thấy tiếng đàn ông nói nhỏ: "Thôi muội thử nghĩ xem mô kế của ta có hay không. Nhiều lắm là 3 tháng nữa lão quỷ họ Dương kia sẽ không còn trên thế gian này." Vương Trùng Dương giật mình kinh ngạc vì rõ đó là tiếng của Từ Anh. Muốn biết rõ sự thật, Trùng Dương quyết qua phòng của Từ Vân Thôi xem cho tường hư thật. Ngăn cách hoa viên bởi bức tường cao hơn 5 thước, Vương Trùng Dương giơ tay nhảy lên bám vào tường để leo sang bên kia. Không dè vừa nhúng mình nhảy lên, thân hình của Trùng Dương bỗng bay lên như một con chim hết sức nhẹ nhàng. Vương Trùng Dương hết sức kinh ngạc, bèn buông mình rơi xuống đất. Tuyệt nhiên không nghe một tiếng động. Lúc đó Trùng Dương mới biết khinh công mình đã thập phần tinh diệu. Trùng Dương rón rén đi đến bên phòng của Từ Vân Thôi, nhìn qua khe cửa sổ, thốt nhiên Vương Trùng Dương đỏ mặt. Ở trong phòng, trên chiếc giường nệm ấm, tấm màn che nửa buông nửa vắt, Từ Vân Thôi đầu tóc bù rối, áo chẳng cài khuy để nửa thân hình lộ lộ dưới ánh bạch lạp, nửa tỏ nửa mờ, nước da trắng muốt như trứng gà bóc, đôi nhũ hoa no tròn căng đầy nhựa sống theo hơi thở phập phồng nhô lên nhô xuống như hai hòn bồng đảo. Biết khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, dùng mạo của Từ Vân Thôi đẹp như một bức tranh tố nữ. Còn người đàn ông kia chẳng ai xa lạ, chính là Từ Anh đang ôm ấp nâng niu. Lại nghe Từ Anh nói: "Nếu ta không hạ độc thủ giết chết lão quỷ già đó đi, chỉ đi lại lén lút với nhau như thế này thế nào cũng có ngày bị bại lộ. Gần nửa năm nay đã giữ sổ sách cũng đã bớt được một số tiền gần 3.000 lạng. Ta thừa dịp này mang nhau đi nơi khác kết làm vợ chồng còn hơn là..." "Thôi muội muội cứ phải ôm ấp cái lão già khủ đó sao?" Từ Dân Thôi kéo mạnh vào người Tử Anh rồi nói: "Thôi thôi, thiếp chẳng muốn nghe gì cả. Chẳng không thấy lão già đó chiều chuộng thiếp hết sức hay sao? Những nữ trang lão đã sắm cho thiếp còn hơn số bạc của chàng rất nhiều. Để thủng thẳng rồi sao hãy tính." Từ Anh lại nói khẽ: "Này, ta nói thiệt cho mũi biết nha. Ta có một số anh em kết nghĩa tụ họp ở lão Qua Sơn trại đàm chạy chủ ngoại hiệu là Ngọc Diễn Na Tra, chuyên giết người cướp của. Ta đã hẹn với chúng vào nửa đêm ngày rằm tới đây, ta sẽ làm nội ứng cho chúng đến ở đây cướp phá trang trại. Thế nào cũng chia được vài chục vạn lạng. Lúc đó chúng ta sẽ cao bay xa chạy, xây dựng hạnh phúc lâu dài, chẳng thú hơn sao?" Từ Vân Thôi nghe qua cả kinh, nét mặt biến sắc nói: "Chàng lại có thể nhẫn tâm đến thế hay sao?" Từ Anh lại nói: "Thôi thôi, việc đâu còn có đó để ta lo liệu, xưng tiêu một khắc ngàn vàng. Lúc này ta cứ hưởng thụ cái đã." Vừa nói Từ Anh vừa kéo chiếc màn xuống thổi tắt ngọn bạch lạp, chỉ có tiếng cười rúc rích của hai tên gian phu dâm phụ. Vương Trùng Dương thấy tình hình như vậy, vừa xấu hổ vừa tức giận, ra khỏi hoa viên nhảy qua tường vào phòng ngồi suy nghĩ. Không biết mình phải báo quan hay là thuật lại cho viên ngoại nghe, lòng phân vân không biết. Càng nghĩ càng giận, quơ tay đập xuống bàn một cái, bỗng nghe đánh bốc một tiếng, cái bàn làm bằng gỗ đào hoa đã in hẳn 5 ngón tay của Vương Trùng Dương sâu xuống như một đóa hoa mai. Vương Trùng Dương hết sức kinh ngạc, không ngờ nội công của mình cao siêu đến thế. 10 năm trời luyện tập, chẳng bao giờ chàng nghe sư phụ nói đến và cũng chẳng cho Vương Trùng Dương thử sức, nên chàng cũng chẳng hiểu ra sao, như người mê ngủ. Muốn biết rõ hơn, Vương Trùng Dương bèn ra hoa viên để thử sức. Thấy ngọn giả sơn cao bằng đầu người đặt giữa hoa viên, Vương Trùng Dương vẫn nội công đá một cái, chỉ nghe bùng một tiếng, hòn giả sơn tan ra thành nhiều mảnh, bụi bay mù mịt. Trùng Dương mắt thấy những sự lạ ngoài sức tưởng tượng, còn đang ngẩn ngơ mà suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng nói của đôi gian phu dâm phụ khiến cho Trùng Dương đột nhiên nổi giận. Tự nghĩ sau cuộc mây mưa, tên Từ Anh thế nào cũng trở về an nghỉ, chỉ bằng ta ra tay thưởng cho nó một trận để diệt trừ quân tàn ác bất lương đó đi.
Mới nghĩ đến đây, Vương Trùng Dương đã thấy trong lòng hồi hộp lo sợ, vì bẩm chất chỉ là một kẻ thư sinh, ngay từ hồi nhỏ đã được sư phụ dạy bảo không hề nghĩ đến sự giới xác. Chỉ mới nghĩ như thế mà trong lòng đã ăn năn hối hận. Nhưng Vương Trùng Dương lại tự nghĩ, nếu ta không giết quân súc sanh đó thì có ngày nó cũng nghĩ kế để hãm hại phụ thân ta. Những tên lòng gian dạ, lòng lan dạ sói đó không thể kể là người được. Nghĩ như thế, Trùng Dương tăng thêm 10 phần hăng hái, bèn quyết định ra tay. Nhưng mình nhảy qua tường sang bên hoa viên đứng đợi. Quả nhiên một lúc sau, một bóng đen từ trong phòng Từ Vân Thôi đi ra. Trùng Dương định thần nhìn kỹ, đúng là Từ Anh đang bước vội phá ra cửa hoa viên không chậm trễ. Trùng Dương vội phóng mình đuổi theo. Qua sức ngạc nhiên, Trùng Dương thấy thân thể nhẹ nhàng như chân đi không chấm đất. Chỉ trong chớp mắt một cái đã tới sau lưng Từ Anh không một tiếng động. Trùng Dương giơ tay định đánh vào đầu Từ Anh. Tay vừa đánh xuống, chưa tới người Từ Anh thì đã thấy họ Từ ngã sắp xuống nằm im không động đậy. Vương Trùng Dương hết sức kinh ngạc, không hiểu vì sao, cúi xuống nhìn dưới ánh trăng mờ. Từ Anh thất khiếu đều chảy máu, đã trở thành cái xác không hồn. Vương Trùng Dương lấy làm kỳ quái, tự nghĩ có lẽ đây là thần nhân trợ giúp giết kẻ bất lương. Vương Trùng Dương không chút chậm trễ quay trở về trai phòng ngồi tĩnh tọa. Nhưng thâm tâm không được ổn định, phảng phất mơ màng nghĩ đến chuyện vừa qua càng thêm quái lạ. Sáng hôm sau, người quét hoa viên tới gần chỗ giả sơn, bỗng thấy thi thể của Từ Anh thì hoảng sợ kêu la ầm ĩ. Mọi người đổ xô cả lại chẳng hiểu tại sao. Vương viên ngoại nghe tin như sét đánh ngang tai, vội vã tới xem và cho người đi báo quan, cho người đến khám nghiệm. Trong nhà cửa ngõ vẫn đóng kín, không hề mất mát vật gì. Toàn thân của Từ Anh lại không có một vết thương tích, thì mọi người đều cho là Từ Anh nửa đêm ra hoa viên bị trúng gió độc mà chết. Sau khi khám nghiệm, lệnh quan cho lệnh chôn cất. Thường ngày Từ Anh khéo léo che đậy, kính trên nhường dưới, khiến ai ai cũng thương tiếc một người hiền lành mà trời đoán mệnh. Vương viên ngoại cho gia nhân mua quan quách mai táng rất trọng thể. Như thế mọi người ai ai cũng đinh ninh là Từ Anh bị gió độc mà chết. Chỉ có Trùng Dương là biết rõ chuyện ám muội, nhưng cũng không dè, là toàn chân công phu lợi hại, giết người không vết tích. Và chỉ có Từ Vân Thôi là đau đớn âm thầm và nghi ngờ cái chết của Từ Anh là do một tay bí mật nào ám hại. Qua ngày sau, đúng vào đêm rằm, quá nửa đêm, Vương Trùng Dương đang ngồi tĩnh tọa tại trai phòng, bỗng nghe một tiếng kêu thảm thiết từ đằng sau hoa viên đưa lại. Rõ ràng là tiếng của người canh gác trang trại họ Vương đã giúp việc cho Vương viên ngoại hơn 20 năm rồi. Vương Trùng Dương cả kinh, khoác vội chiếc áo lên người ra khỏi trai phòng, bỗng nghe tiếng kêu, cúp cúp. Tiếp theo là tiếng cười ha hả, một đám người hơn 20 người bịt mặt tay cầm gươm đao sáng ngời xuất hiện trên mặt tường, nhảy xuống như một đàn chim, chạy thẳng tới phòng của Vương viên ngoại. Bọn chúng có vẻ đã thành thạo đường đi nước bước trong trại, nên khi tới nơi, chúng chia ra, 4 tên trấn giữ cửa trước, 4 tên giữ cửa sau, còn lại 6-7 tên chạy tới phòng ngủ của lũ gia nhân quát lớn. Chuẩn bị không được náo động, nếu tên nào kêu là một tiếng, tao sẽ cho một đao đứt làm hai đoạn. Lão già tới đây chỉ cướp tiền bạc. Những tên gia nhân khiếp sợ, không ai dám cục cửa. Bỗng ở cửa trước một cái rầm, cửa đã mở toang, liên tiếp 9 tên chạy ồ vào. Người đi đầu cao lớn mặt mũi trắng trẻo, tức là lão qua sơn trại Ngọc Diện Na Tra Đàm Thiên Chân, trên tay cầm một đôi phủ sáng quắc. Theo sau là 2 tên phó trại chủ, một tên mặt đen vừa mập vừa lùng, tay cầm đôi búa lớn, tên gọi là Soái Lý Đạt Âu Hải. Còn người thứ hai là Thiết Diện Kim Cương Trịnh Hùng, cũng sử dụng cây thiết côn, mặt đỏ như quả táo chín, đi theo sau, còn lại tất cả đều bịt mặt. Giang hồ hắc đạo đã có quy luật, những người trại chủ đều vào cửa trước, không đột nhập cửa sau và không bao giờ bịt mặt. 3 người đi thẳng vào trang trại. Ngọc Diện Na Tra Đàm Thiên Chân lớn tiếng quát: "Dương Ý Khuyên Đầu, mau mau ra đây cho ta gặp mặt." Vương Trùng Dương ở trai phòng bước ra, thấy xa xa gươm giáo sáng quắc, bèn rảo bước tới nơi. Mới đi được, bỗng một tên cướp nhảy ra vung đao chặn lại quát to: "Ê, tiểu tử, định đi đâu đây? Hãy quay lại kẻo mất mạng."
Vừa nói chưa dứt, bỗng thấy Vương Trùng Dương hiện ra trước mặt không một tiếng động. Vương Trùng Dương chỉ tay vào mặt Ngọc Diện Na Tra nói: "Bọn Cường Khấu biết điều, hãy ra khỏi nơi đây." Vương Trùng Dương chẳng nói chẳng rằng giơ tay định đánh ra một quyền. Tay quyền chưa tới nơi, tên cướp đã buông đầu té ngửa chết không kịp la. Vương Trùng Dương nhắm thẳng bọn cướp chạy tới, đứng ở xa. Ngọc Diện Na Tra thấy một bóng đen thoát thoát chạy tới thì quát lũ bộ hạ: "Ê, tên nào canh gác dưới đó, tại sao cho người chạy vào hả?" Ngọc Diện Na Tra thấy Vương Trùng Dương là một thiếu niên thư sinh tay không chạy tới, nói như vậy thì ngạc nhiên vừa buồn cười, dùng đôi phủ lên quay lại hỏi những tên bộ hạ: "Tên thư sinh này đối với gia đình họ Dương như thế nào?" Một tên lâu la thưa: "Ê, tiểu tử này chính là con của Dương Viên Ngoại đó." Ngọc Diện Na Tra mừng cả nói, mừng rỡ nói: "Ê, nếu thế thì càng hay, bọn bay bắt trói nó lại cho ta." Nguyên bọn cướp ở Lão Qua Sơn Trại cũng biết huyện Trần Lưu là một huyện lớn, quân sĩ rất đông. Nếu công khai đến cướp thì sẽ gặp sự cản trở của quân binh. Được Từ Anh ước nguyện làm nội ứng nên bọn cướp âm thầm xâm nhập vào trong huyện. Khi tới nơi nghe Từ Anh trúng gió chết rồi, đã xuất quân không lẽ quay về, cực chẳng đã bọn cướp phải công khai cướp trang trại, ý chỉ muốn cướp ít tài vật rồi sẽ rút lui. Này thấy Vương Trùng Dương là con Viên Ngoại, là một gã thư sinh thiếu niên, định bắt lấy đem về sơn trại cho chuộc lấy 10 vạn lạng bạc. 10 vạn lạng bạc cũng đủ lắm nên hô quân bắt trói. Phần thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ hai của Võ Lâm Ngũ Bá.